Sau đây, xin mời anh Đình Bảo và chị Quyền Châu lên đây để đặt câu hỏi vấn đạo Đức Thầy. Xin mời anh chị. Thưa Thầy, Côn Lôn Sơn là nơi nào? Nơi đó có gì khác với nhau, với thế gian hiện chúng ta đang sống? Người tu vô vi đến trình độ nào khi bỏ xác mới được đến nơi đó để tiếp tục tu? Người tu tâm phải dứt khoát. Hồn chúng ta đang ngự trong thể xác. Thể xác này là động loạn theo chiều hướng của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động, triền miên. Mà nếu chúng ta dứt khoát được, nhập định, thì chúng ta mới đến chỗ thanh tịnh, tự thức được. Thưa Thầy, người không tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, sau khi bỏ xác có đến nơi Côn Lôn Sơn tu được không? Đó là cũng như câu kể trên, tâm dứt khoát không phải là người tu, mang tiếng tu mà tâm không dứt khoát cũng bị đọa địa ngục. Người tu tâm phải dứt khoát mới đạt tới nguyên lý của trời đất. Lúc đó nhắm mắt là đi lên cõi thanh tịnh, thay vì núp ẩn trong sự động. Thưa Thầy, người tu đến trình độ nào thì mới có thể được cứu được Cửu Huyền Thất Tổ? Nếu có thể cứu được Cửu Huyền Thất Tổ thì cứu như thế nào? Xin Thầy minh giải cho chúng con. Tâm linh của chúng ta không khác gì bóng đèn ở trong rừng tối. Mà khi chúng ta tu điều hòa, hợp khí cùng trời đất, tự nhiên bừng sáng. Đó là độ tất cả, cũng như ánh trăng vàng độ khắp thế giới là vậy. Nếu mà óc chúng ta sáng thì Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta cũng đồng có cơ hội đi lên trong cờ tiến hóa sẵn có. Thưa Thầy, cảnh giới nơi tâm và cảnh giới bên ngoài, tức là dùng mắt, tai, mũi, miệng, có thể thấy được hai cảnh giới đó, cảnh nào là cảnh thật? Nhắm mắt mà thanh tịnh, thấy sáng, thấy cảnh trong tự nhiên và hồn nhiên, đó là cảnh thật. Cố ý muốn tạo ra một cái cảnh đó không có phải thật. Trong thanh tịnh đạt tới ánh sáng và thấy được cảnh tự nhiên và hồn nhiên tốt đẹp vô cùng, đó là sự thật. Thưa Thầy, tại sao địa ngục cũng do tâm mà thiên đàng cũng do tâm? Địa ngục cũng do tâm. Tâm mình phá hoại, hiểu được một chút, muốn phá đạo. Cũng như ở thế gian có nhiều tôn giáo khác nhau. Đạo Phật muốn phá đạo Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn diệt đạo Phật. Cái đó chúng ta người Việt Nam, ở mảnh đất Việt Nam chúng ta đã thấy rồi. Qua nhiều cơn biến chuyển động loạn, không thành tựu, thì chúng ta thấy nguyên năng sẵn có chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành. Chúng ta mới cảm thức được điều đó. Thưa Thầy, chúng con có xem qua video về mộ của Đức Tổ Sư, thấy bạn đạo ở quê nhà đến viếng mộ của Đức Tổ Sư, bạn đạo thắp nhang và vái lạy. Chúng con không hiểu các bạn đạo đó làm như vậy có đúng theo đường lối của Ngài đã răn dạy không? Có người là một tâm linh tại mặt đất, ai cũng mong muốn tiến qua tới cõi thanh nhẹ. Cho nên sự mong muốn đó là vô cùng. Nghe tới trời Phật ai cũng thích. Nhưng mà làm sao dấn thân như trời Phật mới tiến tới đó có cơ hội chung sống với trời Phật, mới kêu là thanh nhàn, sung sướng ở chỗ đó. Thưa Thầy, sau này nếu chúng con có dịp về quê thăm mộ của Ngài thì chúng con phải làm sao mới đúng? Xin Thầy chỉ dạy cho. Về quê thăm mộ ông Tư, đó là một cái kỷ niệm để chúng ta dứt khoát. Chúng ta thấy người đi trước đã thành công, vậy chúng ta là người đi sau, chỉ có dứt khoát mới theo kịp chân Ngài. Nơi đó là nơi ảnh hưởng những người kế tiếp. Thưa Thầy,
ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm là sao? Ứng vô sở trụ là mình hứa cái gì nó không có, không thấy cái chỗ mà chứa đựng cái lời hứa của chúng ta. Nhưng mà di sanh kỳ tâm là cái tâm chúng ta nguyện thế nào chúng ta làm đúng như thế đó, đừng có sai chạy. Thưa Thầy, người tu phạm phải tội như lừa Thầy phản bạn hoặc phản đạo thì bị bề trên cúp điển. Vậy thưa Thầy, cúp điển là cúp như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Cái óc chúng ta có điển âm dương bừng sáng mới mở được trí. Cái trí mở được một chút tưởng là ta đắc đạo, ta hay hơn người khác và chọc phá người khác. Rốt cuộc là chúng ta đã hạ từng công tác để đem luồng điển chúng ta xuống để tranh đấu hơn thua, thay vì giải mở chung tiếng. Thưa Thầy, chúng con được nghe Thầy dạy rằng bề trên nâng từng số điển quang cho chúng con. Thưa Thầy, nâng từng số điển quang là nâng làm sao? Là các bạn chịu tu, chịu lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc thì mới nhận được luồng điển đại bi ban chiếu hằng giờ phút khắc. Có khi ngủ một đêm tới sáng mình thấy cái sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối và sửa tu tiến mới là đúng. Thưa Thầy, phóng điển để hỗ trợ phóng làm sao? Phóng điển là các bạn có từ tâm hướng thượng thì luồng điển đại bi kết hợp với luồng điển của chính bạn. Khi bạn tưởng tới người đó thì luồng điển được gần ngay và đem lại thanh tịnh, cứu trợ tức khắc. Cũng như tại sao ở thế gian từ bao nhiêu năm nay người ta có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhắc đến Quan Thế Âm Bồ Tát thì đại bi chuyển trong tâm thức của người và thấy được hình ảnh hy sinh và tận độ của Ngài. Chính ta phải thức tâm. Thưa Thầy, vay pháp và trả pháp thì phải trả làm sao? Có bao nhiêu cách trả? Vay pháp trả pháp là trước kia chúng ta không hiểu pháp là gì, không hiểu tu sửa là gì, không hiểu thanh tịnh là gì. Ngày nay chúng ta cảm thức được một phần về thanh tịnh. Ta muốn nói cho người động loạn dứt khoát theo đường chúng ta để đạt tới sự thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cơ hội chung vui trong thanh tịnh. Thưa Thầy, chân giác là sao? Chân giác là luồng điển ngay trung tâm bộ đạo thực sự phát triển đi lên và hiểu cặn kẽ mọi sự việc, từ việc nhỏ tới việc lớn, kêu bằng chân giác. Thưa Thầy, chân tâm là sao? Chân tâm là chúng ta người tu thành tâm tham thiền, luồng điển trung tâm bộ đạo xuất phát đi lên, như các bạn ngủ ngồi cũng vậy, luồng điển trung tâm bộ đạo xuất phát đi lên thì trong óc của bạn có nhiều cái cảm thức mới mẻ hay ho để tận độ quần sanh. Khi người được gần con người động loạn thì có những cơ hội phân giải cho họ hiểu. Thưa Thầy, con tu pháp lý vô vi được một thời gian, nay đi đứng nằm ngồi, khi ý vừa nghĩ đến niệm Phật là bồ đầu rút điển. Tuy hồn và vía chưa tương hội như Thầy và Đức Ông Tư đã kể trong sách, nhưng chưa xuất hồn đi học đạo, nhưng trụ điển trên bộ đầu rất dễ, không khó khăn. Như vậy có hữu ích gì trên đường tu? Cái đó cũng là một cái tập quán tốt. Các bạn tu để lập lại hai luồng điển âm dương trong cơ tạng hội tụ ngay trung tâm bộ đầu thì tâm tưởng sự thành, tưởng tới đó là nó tới đó và phân giải rõ rệt, vì đó là ánh sáng vô cùng và thanh tịnh. Nhân sinh đạt được cái đó là thật sự vui trong thanh tịnh. Thưa Thầy,
tại sao tự chê mình là xây dựng nhịn nhục? Chê mình và sửa, thấy mình sai, mình cũng kết hợp từ siêu nhiên hình thành, mà tại sao mình còn ghét khi người khác, đó là chính mình sai, thì mình phải chê những hành động đó mới sửa tiến được. Thưa Thầy, Thí Huyền Kinh là gì? Xin Thầy giảng chi tiết một chút cho chúng con dễ hiểu. Thế Huyền Kinh là con người ở thế gian, trời sanh ra, hoạt động đi đứng là nó đã có cái thế rồi. Mà sự quyền diệu phát triển về tâm linh là tất cả những thần kinh phát triển đi lên, kêu bằng đạo. Nếu mà chúng ta tu không hiểu mình và không sửa mình, không hỗ trợ cho tiểu thiên địa này phát triển là vô vọng. Tu mấy chục năm rồi cũng vậy đó thôi, không phát triển được. Vì trung thần kinh chằng chịt của con người, khối óc liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta đạt được thanh tịnh thì chúng ta sẽ thông cảm và xây dựng rõ rệt theo chiều hướng của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Con người thấy rõ nhiệm vụ của sự hiện diện của chính mình tại mặt đất, làm gì và sẽ đi đâu. Thưa Thầy, tình đạo và tình người có khác nhau không? Nếu có khác thì khác nhau như thế nào? Có đời, có đạo. Đời thì theo cái đường ngắn ngủi khai mở tâm thức, thua một chút cũng không chịu, muốn tiến tới, muốn đạt tới mục đích, đó là đời. Còn đạo là quân bình tâm thức, tự dâng hiến sáng trí của chính mình mà tiến qua. Khi gặp Thầy hay xa Thầy, dù ở bất cứ nơi nào, nhưng ý nghĩ đến Thầy là bộ đầu rút điển mạnh, đi thẳng lên là sao? Mỗi lần như vậy, tâm tư thanh nhẹ, trong tâm cảm thấy rất ấm áp, gần Thầy một cách lạ lùng. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con biết về sự liên hệ này. Đó mới thật sự cái tâm đồng hành, chung tiến tới sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ là một. Cho nên tôi thường nói, ở thế gian chỉ có một đạo, tình thương và đạo đức. Có bao nhiêu đó mà làm không được, lục đục xảy ra chiến tranh đủ chuyện. Nếu mà chúng ta người tu vô vi biết lên cõi thanh nhẹ mà tưởng tới người đồng hành thì chúng ta cũng đạt được sự thanh nhẹ, tự cứu vớt lấy mình và thăng hoa tốt đẹp trong giây phút thiêng liêng đó. Thưa Thầy, tại sao chịu phục vụ vô cùng như ý trời, ý Chúa thì sẽ được thanh tịnh ở đó? Cho nên đời hay so đo, cho nên có chiến tranh, mà chúng ta phục vụ là tận tâm tận tình làm việc đó, nó sẽ óc nó sẽ sáng, tâm nó sẽ minh, việc làm chúng ta dũng mãnh trong thanh tịnh. Thưa Thầy, gặp người đau khổ, lòng từ tâm khuyên nhủ người tu để được bớt khổ, bộ đầu tự nhiên điển rút mạnh, nói năng lưu loát, giải thích mọi thắc mắc dễ dàng không cần suy nghĩ. Khi ấy mặt cảm thấy nóng bừng là sao? Xin Thầy dạy cho chúng con được hiểu rõ. Hai luồng điển âm dương trong cơ tạng nó hội tụ ngay trung tim bộ đầu thì mặt nó mới hồng, tươi, đẹp và âm thanh phải thay đổi. Nói chuyện có sự hòa ái tương thân với mọi giới. Thưa Thầy, tại sao dẹp bỏ những sự sân si thì sự tốt đẹp sẽ trở về chân tâm? Hai luồng điển âm dương nó hội tụ thì sân si không còn. Sân si là sự quanh co, không dứt khoát. Và chúng ta hội tụ, âm dương hiệp nhất nó bừng sáng thì nội tâm chúng ta không bận rộn về sự sân si nữa.
Thưa Thầy, con cảm thấy trên đời này tâm con không còn ham muốn gì hết. Biết mình được may mắn gặp được pháp lý vô vi hành pháp. Nay càng hành càng hiểu rõ con đường mình đi là đúng, vì nó là tự tu, tự tiến, không ai có thể gạt mình, tự mình có thể phân minh, thanh, trược. Cho nên tâm con không còn ham muốn tình, tiền, danh, lợi, tài thế nữa. Chỉ biết sống cũng lo tu và chết cũng lo tu mà thôi. Ý tưởng như vậy có đúng không? Xin Thầy dạy bảo. Dấn thân tận độ, quần sanh trong tiểu thiên địa chúng ta thì mới tiêu diệt tất cả những cái phàm tánh động loạn, tiến thẳng về thanh tịnh tự thức. Thưa Thầy, tại sao sự chân giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp? Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ muốn, cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Nhưng con muốn đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên. Đi hết đoạn đường rồi mình thấy mình biết quẹo bên nào nó cho nó đúng. Cho nên Phật Pháp không có bao giờ gọi là từ bi, không có bao giờ chặn đường đi của người khác, mà chính họ tự thức là chánh. Thưa Thầy, nguyên tự là gì? Nó có lợi ích gì cho tiến hóa của nhân sanh và vũ trụ? Nguyên tử phản động lực là nó tạo sự dũng mãnh cho tâm linh tiến hóa. Có sự phản động lực mới thấy sự đau khổ thức tâm và xây dựng trên đường tình thương và đạo đức. Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản Thầy. Tuy là Thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình Thầy trò chúng con không thể quên được. Ân Thái Tạo là điều là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thưa Thầy, cũng như đại hội ngày hôm nay, không có Thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo nơi Thầy, nơi bạn. Xin theo lời minh giải. Qua những cái hành trình đậm loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình động loạn, tự thức mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường, thay vì quanh quẹo nữa. Thưa Thầy, tại sao có bạn đạo tu một thời gian không bao lâu, sau khi chết được Thầy cho biết hồn bạn đó được lên núi Côn Lôn Sơn tiếp tục tu? Có bạn đạo khác tu cũng khá lâu, có nghĩa là bạn đó đã tham dự sinh hoạt trong vô vi khá lâu. Sau khi chết phần hồn lại bị xuống địa ngục. Xin Thầy minh giảng cho chúng con hiểu rõ. Cái đó là tôi đã phân tích luật nhân quả cho mọi người. Chúng ta làm người nhân tốt thì quả tốt, nhân sâu thì quả sâu. Cho nên cái định luật của trời đất rất khê khắc, không phải giỡn như người đời thấy, không nói gì là muốn làm gì làm. Đó là tạo loạn tâm cho chính mình, rồi đi tới chỗ khùng, điên, bệnh hoạn, không cứu được. Thưa Thầy, từ quan là gì? Từ quan là sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này, hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo được từ quang.
Thưa Thầy, thiền định nghĩa là gì? Thiền định. Thiền định là chúng ta tu có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Phân giải cho nó rõ rệt, khứ trực lưu thanh hội tụ, nó mới định. Định tức là nhập cái luồng điển đại bi để nó tiến thẳng về Niết Bàn thiền giới. Thưa Thầy, pháp lý vô vi là một pháp tu hay là một tôn giáo? Nó là một pháp tu, một kỹ thuật thực hành giải mở những sự trượt ô trong tâm thức của chính mình. Thưa Thầy, giáo lý nghĩa là gì? Giáo lý là một đường hướng dẫn tiến người ta đi, nhưng mà chính họ không thực hành cũng không làm gì cứu giúp được. Thưa Thầy, pháp lý nghĩa là gì? Tu pháp lý vô vi có phải luyện tinh khí thần hay không? Có tinh khí thần, nó mới pháp là khứ giả, là đường đi, đi tới một cái lý vững mà tiến, kêu pháp lý. Thưa Thầy, quốc hồn là gì? Khác nhau với quốc gia như thế nào? Quốc hồn là sự mọi người đều cấu trúc từ siêu nhiên hình thành. Thì cái sự thanh nhẹ đó cấu trúc dần dần thành cái hồn, mới nhập xác ở thế gian, đi theo định luật vay trả từ nhiều kiếp mà tiến hóa. Thưa Thầy, luyện tinh khí thần không đúng, có bị tộc hỏa, tẩu hỏa nhập ma hay không? Triệu chứng gì cho thấy là bị tẩu hỏa nhập ma? Những người tẩu hỏa nhập ma là tinh khí thần hướng về sự thanh cao, tự thức và giải tiến tâm thân. Cái này nó gom gọn để nó chê bai đạo này đạo nọ và phá hoại người này người kia người nọ. Đó là cái luồng điển nó bị giáng xuống chỗ trượt. Trượt là dục, không tiến được, hại tâm thân trước hết. Thưa Thầy, làm thế nào đem lại tình thương cho nhân loại ở tương lai? Mình không biết thương mình, làm sao thương nhân loại được. Khi mà thương mình mới khám phá cái thể xác này là một tiểu thiên địa của trời đã sắp đặt đầy đủ, có âm, có dương, có đầy đủ, có màu sắc, có tim gan tỳ phế thận, có ngũ hành, nước lửa gió đất hợp thành. Nếu mà chúng ta thanh tịnh khai thác ra, chúng ta là một tiểu thiên địa hòa hợp với sự vĩ đại của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta càng ngày càng thức tâm tu tiến thay vì phá hoại nhân sanh. Thưa Thầy, làm thế nào đem lại niềm tin cho nhân loại ở tương lai? Mình chỉ có thực hành mới ảnh hưởng được nhân loại được. Nhân loại cấu trúc cũng như chính chúng ta, mà chúng ta không thực hành, ta nói một đường làm một ngã, làm sao ảnh hưởng được người kế tiếp? Thưa Thầy, đạo lý nghĩa là gì? Đạo lý là quân bình, đạt thức, nói rõ cái việc đó. Thưa Thầy, đạo pháp nghĩa là gì? Đạo pháp là một con đường tiến tới vô cùng. Đạo là quân bình, pháp là hành triển đi tới vô cùng. Thưa Thầy, tại sao cái tâm lại là vô cùng? Tâm thức của con người là vô cùng. Khi mà chúng ta cơ tạng có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ và hội tụ ngay trung tim bộ đầu, là cái sức tiến của nó trong thanh tịnh mà tiến tới vô cùng, dũng mãnh tu tiến chứ không có sợ sệt cái gì hết. Thưa Thầy, Thầy có dạy người tu vô vi phải lấy chân hồn để tu. Vậy lấy chân hồn để tu là lấy làm sao? Chân hồn là hiểu được cái cấu trúc của chính mình mới thấy rõ chân hồn. Cấu trúc từ siêu nhiên hình thành chúng ta mới có hồn. Còn nhiều người mà không hiểu được á, là tôi luyện võ cho giỏi để tôi đánh hạ đối phương, tôi bắn súng cho giỏi để tôi đánh hạ đối phương, cái đó là đại bại, không có tiếng đâu. Thưa Thầy, bài thơ Đại hội Thanh Tịnh có câu thơ chúng con không được hiểu rõ, xin Thầy giảng cho như sau: thành tâm tinh yêu sửa chính mình, giai huân điển giới tự tâm minh,
lòng thành tự giác gieo duyên thức, vững chí bền tâm hiểu chính mình. Thưa Thầy, thế nào là giai quân điển giới? Xin Thầy chỉ dạy cho. Cảm ơn Thầy. Khi mà chúng ta tu, tháo gỡ được cái điển trược, thì luồng điển nó mới luôn luôn nó đi lên. Nó tưởng tới cái gì nó cũng đi lên, chứ nó không có đi xuống nữa. Giai quân là đi lên, đi lên, đi lên tới vô cùng. Nó mới tự thức được. Cho nên các bạn nhiều khi tu được nhẹ, nhắm mắt thấy điển rút, là nó đi giai quân, nó đang đi lên á. Mà nó hòa hợp được cái chấn động của càn khôn vũ trụ ở bên trên và đại thanh tịnh, thì tự nhiên óc nó sáng, tâm nó minh cách lạ lùng. Hồi nào giờ nó không biết chuyện đó mà bây giờ nó hiểu hết. Thưa Thầy, Thầy giải thích cho chúng con hiểu thế nào là âm thanh thiêng liêng, giải giới lên trên không trung, chuyển giải, đó mới là tịnh. Bởi vì cái luồng điển chánh của càn khôn vũ trụ là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là điển chánh. Mà mọi người không có luồng điển đó là không có sự sống. Mà chúng ta hội tụ được, tiến hóa theo đường tiến đó, chúng ta mới đạt tới vô cùng tâm thức. Thưa Thầy, Thầy giảng cho tại sao nhân quả là cánh cửa của vô vi? Nhân quả là cánh cửa của vô vi. Khi mà các bạn tu nói tu tiến, nhưng mà các bạn làm bậy, thì tự nhiên nó phải hạ từng công tác luồng điển, nó giáng lâm xuống trong tình dục, rồi sanh ra bệnh hoạn, chết một cách tức tử, không biết trước được. Thưa Thầy, tại sao tu để mở điển bộ đầu thì mới thấy rõ và nghe rõ được? Vì chúng ta có bộ đầu, có thể xác, chúng ta thấy rõ thần kinh chằng chịt, cấu trúc từ siêu nhiên hình thành. Không phải cái chuyện giỡn chơi đâu. Cái của các bạn có là tương đồng với cả càn, chấn động tương đồng với cả càn khôn vũ trụ. Tùy các bạn hướng thượng hay hướng hạ đó thôi. Hướng hạ thì tranh chấp, hướng thượng thì giải mở, mới có cơ hội đi tới vô cùng. Thưa Thầy, tại sao con người làm điều ngay thẳng là tiến hóa học hỏi thăng hoa? Người đó mới là người có của. Có của đây nghĩa là sao? Có của là có cái vốn điển quang phát triển đi lên. Chứ người có của, người đó làm cái gì cũng thực tâm thực tình, chứ không sợ sự pha dèm và phá quấy. Thưa Thầy, tu pháp lý vô vi có phải là để điều chỉnh đi tới tột cùng nguyên căn của mọi sự việc từ đời lẫn đạo không? Đúng nó vậy. Vì chúng ta trở về với tự nhiên và hồn nhiên, nó mới thấy rõ nguyên căn của chính mình. Còn trong lòng vòng mê chấp là không thấy rõ. Thưa Thầy, địa linh là sao? Địa linh, thưa Thầy. Địa linh là cái bản thể của chúng ta, cũng là một tiểu thiên địa, mà tập trung được hai luồng điển âm dương xuất phát đi lên, thì sự linh cảm nó khác và hiểu biết sâu xa hơn. Thưa Thầy, tại sao người tu biết thức giác trở về với chính mình thì mới hiểu được nguyên căn của trời đất? Thì mình cấu trúc bởi nguyên lý của trời đất, mà mình không trở về với chính mình, làm sao hiểu mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Thưa Thầy, phúc điền là gì? Phúc điền là quân bình, sáng suốt mới có chỗ, có chân đứng, chứ không phúc điền. Thưa Thầy, tại sao người tu biết thức giác trở về với chính mình thì mới hiểu được nguyên căn của trời đất? Tu là người đời đã tu, vì sự động loạn quá nhiều họ mới đi tu. Đi tu họ mới trở về thanh tịnh, hình tịnh rồi họ mới thức giác chính họ là một tiểu thiên địa đại diện trời đất
họ mới dốc lòng thế thiên hành đạo, đem ra sự thật cho mọi người cộng hưởng và chung tiếng. Thưa Thầy, tại sao Thầy có dạy là người nào biết được vô vi và biết được con đường phục vụ, mở tâm mà lấy luật nhân quả làm tiêu chuẩn để sống ở thế gian này thì không bao giờ bị đói, không bao giờ bị khổ, không bao giờ bị mất đạo? Tại sao? Đó là sự quân bình, tự đạt, tự thức và gieo duyên khắp thế giới cùng tu cùng tiến. Người đó không bao giờ bị đói, bị khổ đâu. Vì nó thương nó, xây dựng cho chính nó và ảnh hưởng người kế tiếp cùng xây dựng. Nó thành một cộng đồng thanh tịnh, thương yêu và tha thứ rõ rệt. Thưa Thầy, đạo Pháp ở trong hay ở ngoài, đứng ở hàng ngũ nào mới bảo vệ được đạo Pháp? Chỉ có tu, thực tâm tu, dứt khoát tu mới bảo vệ được đạo Pháp. Nếu mà không có dứt khoát, không bao giờ bảo vệ được đạo Pháp. Đọc sách nói hay lắm, triết lý hay lắm, nhà này nhà nọ hay lắm, nhưng mà chính chúng ta làm không được một cái gì hết, mức tiên đâu. Đọc để hiểu mà hành được thì nó cũng như ô trượt như xưa thôi. Thưa Thầy, tại sao Thầy dạy người nào muốn mở thiền đường phải biết sử dụng cánh cửa nhân quả mà làm con người? Thì luật nhân quả là chúng ta phải gieo cái nhân lành, chúng ta phải lập thiền đường, phải tu thiền nhiều, tự thức mới cống hiến cho người kế tiếp được. Nếu mà chúng ta lập thiền đường mà nói chuyện đời làm chánh trị hơn thua thì không bao giờ ảnh hưởng được. Thì các bạn đã thấy nhiều thiền đường, có nhiều thiền đường nói chuyện hơn thua không ai thèm tới nữa. Tự nhiên người ta không tới, không ai cấm cản mà không thèm tới nữa. Mà những người không nói năng gì mà họ thật tâm tu, nhiều người kính mến và hợp tác xây dựng để ảnh hưởng người kế tiếp. Thưa Thầy, ai đại diện đấng toàn năng? Đại diện đấng toàn năng là tâm thức phải quân bình, đầu óc phải sáng suốt, mới thật tâm xây dựng cho chung được. Thưa Thầy, tại sao Thầy nói rằng sự sáng suốt của mình có đây là vay của bề trên? Mình cấu trúc từ siêu nhiên thì mình vay từ đó. Mà mình chưa về với được siêu nhiên thanh tịnh là mình vẫn còn nợ. Sân si nó tạo phiền cho chính mình, chứ đâu có giúp đỡ chính mình đâu. Thưa Thầy, tình thương nào mới là chánh? Thương mình và xây dựng cho chính mình mới là chánh. Trong thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. Thưa Thầy, chủ thuyết là gì mà không chủ thuyết là gì? Chủ thuyết là mình muốn đặt vấn đề đó cho mọi người theo mình. Thì không chủ thuyết là nó có cơ hội phát triển tự nhiên của mọi tâm linh. Chủ thuyết là đè đầu người ta, bắt buộc người ta phải đi vô con đường của mình. Đó là sai. Mà mình chỉ hành để ảnh hưởng họ. Họ nói theo đó và thực hành tu tiến, giải mở tâm thức của họ, họ mới thấy có giá trị. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, hôm qua có một câu hỏi con đọc sai. Hôm nay trước khi tiếp tục chương trình, con xin đọc lại, xin kính Thầy minh giải. Thưa Thầy, tại sao tự cho mình là xây dựng nhịn nhục? Tự cho mình chứ không phải là tự chê mình như con đọc ngày hôm qua. Tự tu mới là thật sự xây dựng, dứt bỏ hồng trần,
dứt bỏ tánh tham mới bắt đầu xây dựng thanh nhẹ tiến tốt. Thưa Thầy, người tu tại gia đã cạo đầu khi cha mẹ chết, không cần để tang, có phải không? Cái hiếu, có đời có đạo phải có tang. Ai sanh mình ra, cái đó là bằng, cái tang là bằng chứng. Ai sanh mình ra, có nguồn gốc mới có sự sống. Chuyện đó phải để tang. Không phải cạo trọc đầu, tôi làm sư là tôi lớn hơn cha mẹ, cái đó là không được. Bắt cha mẹ lại là không được. Mình đời đạo sống tu thì phải nói rõ rệt. Thưa Thầy, thông tam bảo là sao? Tinh khí thần điều hòa xuất phát đi lên khi mà thông tam bảo. Ba báo linh tinh khí thần mà không có trụ quá, không có phát triển. Tiêu hao tinh khí là không phát triển. Thưa Thầy, tại sao thiền định lại để đón rước thanh quang và hòa tan thanh quang hướng thượng, có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng? Mình ngồi thiền thì luồng điển xuất phát đi lên thay vì kẹt ở bên trong tim gan thận. Mình thiền hít thở điều hòa tinh khí thần, phát triển đi lên, trụ hóa tốt. Thưa Đức Thầy, con hành pháp thiền được 3 tháng, khi thì thấy khi tâm được thanh tịnh, có lúc soi hồn, có khi lúc thiền định, có khi lúc soi hồn và lúc thiền định, một vòng thật sáng mà ánh sáng dịu màu xanh lá cây, chung quanh làm thì màu trắng, kéo dài khoảng 5-7 phút. Hiện tượng đó là ý nghĩa gì? Xin Thầy minh giải cho con. Xin cảm ơn Thầy. Đó là luồng điển của, luồng điển ngũ hành hành có cơ tạng kim mộc thủy hỏa thổ bắt đầu điều hòa và phát triển thì nó mới thấy ánh sáng chớp nhoáng. Nhưng mà phải giữ thanh tịnh, nếu thiếu thanh tịnh thì nó sẽ mất. Thưa Thầy, đây là một câu hỏi của một bạn đạo người Đức. Làm thế nào con có thể chế ngự được sự sợ hãi và đạt được sự hài lòng trong cuộc sống? Vô vi có cái phương pháp là niệm Phật, xây dựng cái thần kinh càng ngày càng mạnh dạn, thức hòa đồng nó mới mở, thì lúc đó mình mới mạnh dạn, không có lộn xộn, quyết định rõ rệt. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực, xây dựng cho thần kinh càng ngày càng tốt và thanh tịnh. Kính thưa Đức Thầy, con có nghe Đức Thầy đã dặn thêm sau này nên niệm Phật theo nguyên lý của lục tự Di Đà. Nam thật phương Nam lửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thâu nơi thận, Di giữ bền ba báu linh tinh khí thần, đại sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, thân tịnh ở nơi mình. Niệm như vậy mà vẫn tiếp tục cắn răng co lưỡi, nhìn thẳng và nhớ trên trung tâm bộ đầu, hay là niệm mới theo chữ, theo các luân xa, mỗi chữ theo các luân xa. Con kính xin Đức Thầy chỉ dẫn cho chúng con được rõ ràng thêm hơn. Con nguyên xin lý của làm Nam Mô A Di Đà Phật, chấn động lực nó đều phát triển nếu niệm đúng. Niệm cho có chừng, niệm cho Phật nghe, niệm cho bạn đạo nghe, cái đó nó giới hạn và nó không phát triển. Có lưỡi răng kề răng âm thầm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái nguyên lý đó nó sẽ phát triển. Nó phát triển càng ngày càng rộng, hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ, thì cái nhìn của chúng ta nó thay đổi, thấy khác. Chuyện gì cũng nằm trong cái nguyên lý đó thì chúng ta mới cảm thấy thanh tịnh và nhẹ nhõm được. Thưa Thầy, tại sao đường đi của điển quang đã khai thông thì sự bận rộn trong tâm thức không còn nữa? Nó còn quốc khí thì nó còn bận rộn, mà nó hết quốc khí khai thông tức là quang thông, nó không có bận rộn nữa.
Nghe nhạc. Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã ban lời giáo huấn và dạy dỗ cho chúng con trong những câu hỏi vừa rồi. Sau đây, xin Đức Thầy ban vài lời để kết thúc cái buổi giảng. Thành thật cảm ơn những câu hỏi vừa rồi đều trong tinh thần xây dựng mà có nhiều người mong muốn được nghe. Nay, tôi cũng đã tu nhiều năm, được một chút đỉnh phân giải những cái gì tôi đã đạt trong thanh tịnh và những cái gì động loạn tôi đã nếm. Cho nên các bạn cũng có cơ hội đồng tu đồng thức với tôi. Đó là sự mong muốn tôi được trao đổi với các bạn. Nay chúng ta lại có đại hội thanh tịnh, tự học và tự thấy những điều sai của chính mình, bằng lòng sửa tiến, dấn thân tu tiến, thì chúng ta sẽ tiếp nối, ảnh hưởng cho những người kế tiếp ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Vô vi là diệt chủng diệt.